Sáng ngày 18 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thủy Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo thành phố tổ chức lễ phát động chiến dịch Những giọt máu hồng hà năm 2021 và Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Thủy Nguyên. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng, đồng chí Cao Thị Phượng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố, đồng chí Bùi Thế Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, ghi nhận và cảm ơn sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người tình nguyện và nhân dân huyện Thủy Nguyên với phong trào hiến máu tình nguyện thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, việc hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, cứu sống nhiều bệnh nhân đang cần máu. Những giọt máu cho đi sẽ mang lại sự sống, hạnh phúc cho người bệnh. Với tinh thần nhân văn đó, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Thủy Nguyên phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo thành phố tổ chức hưởng ứng chiến dịch và Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện là rất quan trọng, góp phần để thành phố vận động thành công số đơn vị máu theo kế hoạch, qua đó tiếp tục chủ động nguồn máu phục vụ cứu chữa người bệnh dịp hè. Do tác động của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều lịch hiến máu theo kế hoạch bị tạm dừng, tạm hoãn. Lượng máu dự trữ tại thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung đều gặp khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động cứu chữa bệnh nhân của các cơ sở y tế. Trong năm 2020, cùng với sự kiện cao điểm của tổ chức như lễ hội Xuân Hồng, ngày toàn dân tham gia hiến máu, hưởng ứng phát động sự kiện Hành trình đỏ lần thứ 8 đã thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện viên trên địa bàn huyện tham gia. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức 4 đợt vận động hiến máu phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tiễn của từng thời điểm. Vận động được 1.227 người đăng ký hiến máu tình nguyện, qua đó tiếp nhận được 1.055 đơn vị máu đủ tiêu chuẩn, đạt 105% kế hoạch thành phố giao. Trong ngày 18 tháng 7, đã thu hút đông đảo tình nguyện viên, là đoàn viên, thanh niên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia hiến máu. Kết quả đã có gần 1.000 tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu và đã tiếp nhận được 744 đơn vị máu. Phong trào hiến máu tình nguyện của huyện nhà ngày càng lan tỏa và phát triển mạnh, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, giáo viên và nhân dân tham gia. Đây cũng chính là nghĩa cử cao đẹp nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái trên địa bàn. Mỗi giọt máu cho đi như tiếp thêm sự sống, thêm niềm vui, niềm hạnh phúc và nối dài mãi tình yêu thương của lòng nhân ái. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Những giọt máu hồng được trao đi cũng chính là niềm tin, niềm hy vọng được chúng ta trao tặng đến người bệnh đang rất cần máu để duy trì sự sống, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.